mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức của Sao. Và sau đây là bản tin Vĩnh Thụy đăng ảnh tình cảm với bạn gái khiêu khích fan. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, siêu mẫu Vĩnh Thụy đã đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên người yêu. Anh khiến nhiều fan tò mò chú ý khi không quên che mặt cô bạn gái bí ẩn. Tuy nhiên, kể cả khi Vĩnh Thụy có làm như vậy, thì nhiều người vẫn nhận ra người ấy là ai. Trước đó không lâu, Hoàng Thùy Linh và Vĩnh Thụy đã bị bắt gặp khi cùng nhau đi du lịch tại Thái Lan. Vậy nên ai cũng hiểu được rằng cô gái ấy không ai khác chính là giọng ca Rơi. Chỉ trong vòng ít phút, bức ảnh của Vĩnh Thụy đã nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. Rất nhiều fan đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với cặp trai tài gái sắc này. Một người bạn chung của cả hai còn hỏi thẳng Hoàng Thùy Linh rằng: "Hoàng Thùy Linh sao lại che mặt thế kia?" Hoàng Thùy Linh và Vĩnh Thụy vướng nghi án tình cảm từ tháng 11 năm ngoái. Khi đó, nam diễn viên đăng tải hình ảnh ôm một cô gái được cho là giống Hoàng Thùy Linh trên trang cá nhân kèm theo lời yêu thương. Được biết, cả hai trở nên thân thiết hơn sau khi đóng chung bộ phim Thần Tượng. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện cũng như tụ tập vui chơi cùng bạn bè. Không những vậy, nhiều lần Vĩnh Thụy còn bị bắt tại trận khi đang trao cho Hoàng Thùy Linh những cử chỉ trên mức bạn bè. Tuy nhiên, khi hỏi về chuyện tình cảm, cả hai đều phủ nhận và cho rằng đó là mối quan hệ bạn bè bình thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.